Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc đang giao đi chuyến hàng đi xa đầu năm nhé mọi người. Cái chuyến hàng này là Mộc đi về Vị Thanh Hậu Giang với cả đi về Sóc Trăng nha. Thì Mộc sẽ cho mọi người coi nha. Đây là một bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ tám ghế Mộc giao cho khách ở Vị Thanh Hậu Giang nha. Còn đây là Mộc đang ở trong cửa hàng nhé mọi người. Đó. Bên Mộc là bên khu làng nghề với cả bên bán sỉ mọi người, nên thường hàng hóa này nó sẽ chồng lên như thế này à, mọi người thấy không, các bộ ghế chồng lên như thế này chứ không có bày bày ra như bán lẻ đâu nhé mọi người nhé. Còn các bàn ăn gõ đỏ thì Mộc đang có ở đây là có tới 3 bộ đây cho mọi người coi. Đây cái bộ này bộ bán tay à, đó với một bộ vàng với bộ bên này nữa, quay hơi chóng mặt cho mọi người. Đây bộ bên này với bộ bên này á, đó. Nhưng mà Mộc ra một bộ kia đi là đi về Vị Thanh Hậu Giang đó. Rồi vậy nha mọi người nha, cho mọi người coi cái bộ ghế bàn ăn gõ đỏ 8 ghế này nha. Đây cái bộ bàn ăn này là bàn ăn gõ đỏ oval nha mọi người. Cái mẫu này thì chiều dài mặt bàn của nó là dài 1m97, ngang là 0,97. Chất liệu của nó là gỗ gõ đỏ 100%, hay ở miền Tây mọi người hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kẻ te đấy, là loại này nha. Và cái loại này là của bên xưởng nhà Mộc làm nha mọi người, nên cái đố này sẽ dày 2/7 là mọi người thấy các nét chạm, mọi người thấy bên xưởng nhà Mộc sơn xịt rất là sạch sẽ và chạm rất là đẹp nha. Đó mọi người, các nét chạm cái viền chỉ bên dưới đó. Để cho mọi người coi cái đơn hàng trước đi đó. Đây đấy, đây là giao cho anh Tú ở xã Long Than, Phụng Hiệp, Hậu Giang đó. Đây bộ bàn ăn có đỏ oven này là 25.400.000 nhé mọi người. Đấy thì phí ship về Hậu Giang là Mộc sẽ phí vận chuyển là 500, bảo hành 5 năm mối mọt. Còn đây là một bộ ghế gõ đỏ, cái này giao cho anh Lâm Giang ở bên Sóc Trăng. Đây khóm 2 phường 2 Sóc Trăng, bộ ghế gõ đỏ tay 10 25.900. Xuống Mộc sẽ cho mọi người coi sơ qua nha. Bữa giờ là Mộc giao là Mộc cũng giao đi 7-8 xe hàng rồi, nhưng mà đi toàn đi Sài Gòn với Bình Dương thôi mọi người. Đó. Còn đây là đơn hàng đi xe đầu tiên. Đây mọi người thấy là cái oven của Mộc đó, đúng chất cây gỗ gõ đỏ là vân rất là đẹp nha mọi người. Đó. Bộ nó bao gồm 8 ghế. Đây cái ghế đây. Thì mọi người thấy à, cái ghế gõ đỏ của Mộc và dáng rất là cong nha. Đó. Và làm các ngóc sơn xịt rất là sạch luôn. Và đúng chất cây nha mọi người. Đây gỗ gõ đỏ. Mặt nguyên tập. Mọi người thấy cái dáng chân này, nó mộc đục rất là đẹp nha. Còn đây là cái chân trụ, nó là trụ này, trụ đặc nguyên khối. Cái này là 23 hay 22 phân gì á. Để xíu Mộc đo lại. Tại vì cái lô này là Mộc làm là làm hai đợt lô này, Mộc lên 15 bộ là làm 2 tháng rưỡi trước rồi. Đó, lên trước Tết rồi mọi người. Cái bộ này là Mộc sơn trước Tết luôn rồi nhé mọi người nhé. Còn bây giờ là Mộc khách đặt thì Mộc mới giao thôi. Mọi người thấy là cái dáng ghế này, cái Mộc ấy làm phơi cây rất là kỹ. Mọi người thấy các nét này, đấy cái góc này, góc ghép này. Nếu mà cái hàng bình thường mà hàng người ta làm không có kỹ ấy, cây người ta phơi không khô là bọn người để thời gian là nó sẽ bị rạn cái góc này ra. Còn hàng của nhà Mộc ấy, bạn xài cái, nói chung cái hàng gõ đỏ này bạn xài 7-8 năm ấy, nó cũng không có bị đâu nha. Đó. Tại vì cái cây là Mộc phơi khô sẵn rồi mọi người. Đó, nhưng mọi người xài không bao giờ nó bị đâu nha. Đấy, còn đây là bộ bàn ăn gõ đỏ 8 ghế nhá. Bộ này thì 25.400.000 một bộ. Đó. Còn đây là cái bộ Minh Quốc Đào Mộc đang chuẩn bị giao đi bên Sóc Trăng. Thế giao đi xe là Mộc sẽ bó như vậy cho mọi người nhé. Cái bộ bàn ăn xíu Mộc cũng bó lại luôn. Bộ gõ đỏ tay 10 này là 25.900.000. Đó.
Hôm bữa mà có quay bộ này cho mọi người coi nhiều rồi, thì bộ này hôm nay giao đi cho khách. Cái bộ này là mộc bị bom hàng mọi người. Thực ra là hồi trước Tết ấy là có mấy 3-4 khách đặt mộc luôn, nhưng mà mộc đã kêu về cái anh mà ở kia là anh dặn hàng mộc đấy là mộc để cho anh rồi, mày đặt cọc mộc là 500.000, nhưng mà về sau anh lại không lấy mọi người. Nó hóa ra lại bị ôm hàng bộ này, chứ bộ này trước Tết là 3-4 khách đặt đấy mà mộc từ chối, mộc đâu có nhận đâu, bởi vì còn đúng một bộ này à. Nhưng mà làm mình để cho anh kia, cuối cùng anh không lấy, xong lại bị ôm hàng đấy. Xong hôm nay thì anh khách này anh đặt mộc thì mộc giao hàng gó đỏ nhà mộc mọi người, để lâu ấy nó không bao giờ bị găng hay rẹn đâu nha. Đó. Phải đúng chất cây, mọi người thấy vân rất là đẹp nha. Mấy anh thợ mộc ra chất rồi đây cho mọi người coi, mấy anh xe anh mới tới để chất hàng. Có tém cái ghế chú Châu bê ra ngoài. Đúng rồi, anh Việt hiếu à, sao hiếu đi khai trương ngang đầu năm đó. Vậy nha mọi người nhá, cái ghế bàn ăn gó đỏ nó có hai kiểu, là kiểu lúc nãy với cái kiểu này, nhưng mà thực ra cái kiểu oven ấy, cái bàn lúc nãy là đi với cái kiểu ghế này nhá mọi người, nhưng mà cái ghế này là mộc lôi ra mộc bỏ rồi, nên mộc để cái ghế kia mộc quay cho mọi người, cho mọi người hình dung thôi. Vậy nha mọi người nha, chào tất cả mọi người nha. Còn đây là xe hàng đi chất đi Sóc Trăng với Hậu Giang hôm nay nhé mọi người. Hôm nay mộc đi tổng cộng là 4 đơn hàng. Đó. Đi một xe tả là phải đi về đấy ghép nhiều chuyến đi mới đi được nhé mọi người. Chứ tiền xe về đấy, tiền xe phải tầm khoảng cỡ 3,6-4 triệu một chuyến. Đó. Chứ đi mà lấy mọi người 500 ngàn một đơn này đi không có cái đủ bù đâu mọi người. Nên phải lấy nhiều đơn. Đi nhiều đơn chứ. Còn đây là bộ ghế mà gõ đỏ tay 10 25.900.000, Minh Quốc Đào gỗ gõ đỏ nhá mọi người. Lúc đấy là mộc có quay cho mọi người coi cái bộ ghế mà bó rồi đi cho khách ở Cần Thơ đó. Là bộ này nhá mọi người nha. Thì chào tất cả mọi người nha, nếu thấy clip của mộc hay bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi nhá mọi người. Chào tất cả mọi người nha.